Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021, con Tâm Dược có duyên lành được lên đây chia sẻ Phật Pháp cùng đại chúng. Trong khóa lễ sám hối tại Chùa Hoằng Pháp, lời đầu tiên, chúng con thành kính tri ân và biết ơn trên Sư Phụ cùng đại chúng, cũng nhờ lòng bi mẫn của Thầy Tổ, trong những năm qua con được nương tựa, bảo bọc, nuôi dưỡng và dạy dỗ để con có thể đi trên con đường tu nhân học Phật. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ cùng quý Thầy được đầy đủ sức khỏe, đạo tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Kính chúc quý Phật tử cùng gia quyến được đầy đủ sức khỏe, phước tuệ, song tu, vạn sự hanh thông, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, đây là lần thứ hai con được may mắn giảng sám hối ở tại chùa. Lần trước con giảng buổi lễ sám hối vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 2020. Đấy là lần đầu tiên, rất là run và lo sợ. Bởi vì quý vị là những người rất là tinh tấn trong tu tập, nên là nếu mà nói không cẩn thận trong Pháp sẽ bị quý vị chê cười. Nhưng hôm nay thì con cảm thấy vui hơn, bởi vì may mắn con còn gặp lại quý vị. Thấy quý vị cười nhiều, nhăn ít, và buổi chiều thì quý vị ăn ít để đến sớm tham dự cái khóa lễ sám hối chiều ngày hôm nay. Và thấy quý vị lúc nào cũng vui vẻ, sống khỏe. Và nhiều người đã chết trong đại dịch Covid, nhưng quý vị vẫn còn sống. Đó là một điều cực kỳ may mắn cho quý vị. Và trong đó con cũng cảm thấy may mắn, bởi vì mình vẫn còn được sống để gặp lại quý vị trong cái thời sám hối tối ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, trong Nhật Tụng Kalama có một bài kệ rất là hay, chúng con muốn chia sẻ đến quý vị. Bài kệ đó là: không vội bác, chẳng vội tin, hiền nhân tự lấy chí mình mà soi. Một khi thiện ác rạch ròi, nẻo lành thẳng bước, một đời chẳng nghi. Dù quý vị ở đạo hay đời, thì mất niềm tin trong cuộc sống là mất tất cả. Bởi niềm tin chính là người bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống này. Vì không có niềm tin thì chúng ta khó có thể làm được điều gì. Nhưng niềm tin luôn phải đi kèm với sự hiểu biết. Quý vị có tin ông bác sĩ, có tin bà dược sĩ, tin bệnh viện, tin nền khoa học tiên tiến. Và khi quý vị gặp những sự cố sức khỏe thì quý vị mới có niềm tin để đến bệnh viện để chữa bệnh, chữa cái bệnh khổ của chúng ta quý vị. Cái bệnh gọi là bệnh muôn thuở, cái bệnh gọi là bệnh khổ đế. Và chúng ta sinh ra đã khổ rồi, nên khi mà gặp sự cố một cái là chúng ta phải đi tìm bác sĩ để chữa cái bệnh khổ. Mà mới chỉ chữa được cái bệnh khổ về thân thôi quý vị nhé. Còn chữa bệnh khổ về tâm thì quý vị phải học giáo pháp. Quý vị tin chắc rằng hôm nay Chùa Hoằng Pháp sẽ tổ chức lễ sám hối định kỳ. Và trước thời sám hối sẽ có một thời pháp thoại của Chư Tăng Bổn Tự gửi đến quý vị. Nên quý vị mới phát một cái tâm đại nguyện, đại từ để tạm thời gác bỏ cái công việc nhà của mình, gác bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ mọi thứ để chúng ta đến Chùa Hoằng Pháp tham dự cái khóa sám hối tối ngày hôm nay. Và một phần nữa là quý vị tin vào Đức Phật, tin vào giáo pháp, tin vào Chư Tăng, tin vào nghiệp và quả của nghiệp, nên quý vị mới đến đây để học pháp, để hành pháp, để suy tư trong pháp. Và điều quan trọng hơn nữa là quý vị tin vào khả năng học pháp của quý vị. Quý vị tin rằng quý vị sẽ có thể học được pháp, hành pháp và suy tư trong pháp. Nhờ cái việc học pháp, hành pháp đó,
nó sẽ giúp chúng ta bào mòn bớt cái căn bệnh tham sân si của chúng ta từng ngày từng ngày. Nên quý vị mới bỏ hết tất cả công việc để đến chùa nghe pháp, đúng không quý vị? Và đối với bản thân chúng con, chúng con tin vào lời Đức Phật dạy, chúng con tin vào giáo pháp của Ngài, con tin vào ngày hôm nay sẽ còn buổi lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp. Và con tin quý vị sẽ có mặt ngồi đầy ở chánh điện chùa Hoằng Pháp. Bởi vì chúng ta tin nhau, mình tu mình phải tin nhau chứ ạ. Nhờ cái niềm tin đó, nên ngày hôm nay chúng con đã hướng tâm đến quý vị, chúng con đã có những suy tư, thao thức và soạn một bài giảng hết sức là cẩn thận để gửi đến quý vị những lời Đức Phật dạy và gửi một chút tâm tư, một chút suy nghĩ của bản thân mình trong những năm tu học tại chùa Hoằng Pháp để chia sẻ chánh pháp cho quý vị, chia sẻ một chút kinh nghiệm cho quý vị. Nên chúng con mới có mặt ở đây, thưa quý vị. Và quan trọng hơn là nhân như vậy, duyên như vậy và quả như vậy. Và con tin chắc rằng chúng ta đã từng là bà con, thân bằng, quyến thuộc, là cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời, nhiều kiếp. Nên ngày hôm nay chúng ta mới có mặt ở đây. Chứ còn không là chúng ta đang tung tăng ở ngoài đường rồi. Nếu không thì chúng ta đang vui, thích với những cái mình yêu thích ở nhà rồi. Chứ dễ gì mà quý vị có thể bỏ công việc nhà để đến chùa tu học. Giống như chiều ngày hôm nay, con lên đây sớm một tí, 3:30 con lên rồi. Con gặp mấy cô đã lên trên này ngồi trước này. Con hỏi cô là cô đến sớm thế. Cô nói là cô đến từ lúc 2 giờ cơ. Phải nói là mấy cô Phật tử cô ấy tu tập tinh thần, dũng mãnh, lấn lướt, sướt tới, vượt qua để đến đây xí một chỗ ngồi trước. Nhưng quý vị là những người tinh tấn, trong những người tinh tấn nên quý vị mới đến sớm được như vậy. Và chắc chắn rằng chúng ta có duyên chuyển kiếp với nhau nên ngày hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Nên mới có câu là có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp, không duyên đối mặt vẫn cách nòng, đúng không quý vị? Và chủ đề pháp thí đức tin của người học Phật sẽ là món quà đặc biệt của chúng con dành cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và món quà này chúng con dành cho những người hữu duyên, hữu phúc mà ngày hôm nay chúng con gặp quý vị. Bởi vì pháp của Thế Tôn chỉ dành cho những người hữu duyên, hữu phúc mà thôi. Nên chúng ta gặp nhau là một cơ hội cực hiếm, khó gặp lắm quý vị. Nên chúng ta gặp nhau trong tinh thần là tu tập, chứ không phải để tụ tập nghe quý vị. Kính thưa đại chúng, thì trong tạng Vi Diệu Pháp có định nghĩa về chữ tín như sau. Tín là một tâm sở thiện, tín là tín tâm, là tự tin, là niềm tin, là đức tin, lòng tin. Thì chung quy gọi cũng đều là đức tin. Đức tin ở đây là phải dựa trên nền tảng của trí tuệ. Đặc tính của đức tin có nghĩa là làm cho chúng ta khởi sanh những tâm thiện và làm cho tâm thức tỉnh, sáng suốt, trong sạch và không dơ bẩn. Đức tin phải dựa trên sự hiểu biết, có trí tuệ, tức là mình tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào nghiệp và quả của nghiệp, vào pháp môn mình đang tu tập, vào vị thầy mình đang hướng dẫn. Quý vị biết không, cái niềm tin hay lòng tin hay là đức tin nó quan trọng lắm quý vị. Nhờ có cái đó mà quý vị mới có mặt ở đây nè. Chúng ta tin vào chuyện đó, chúng ta tin rằng chúng ta có thể có mặt ở ngôi chùa Hoằng Pháp để tham dự buổi lễ sám hối. Nên quý vị mới gác bỏ được tất cả mọi việc để đến chùa nghe Pháp, học Pháp, suy tư Pháp nhờ cái đức tin đó. Nên đây là một cái bài chia sẻ con nghĩ nó rất là quan trọng đối với con và nó có thể rất là quan trọng đối với quý vị. Trong chú giải có nói rằng là đức tin được ví, được so sánh giống như là bàn tay của người nhược sĩ. Bàn tay của chúng ta có thể nắm, cầm, nhặt những cái thứ đồ đạc của chúng ta lên và đưa xuống. Thì đức tin cũng vậy. Nếu như chúng ta có niềm tin trong cuộc sống, niềm tin trong giáo pháp, niềm tin trong lời Đức Phật dạy, thì chúng ta có cơ hội được nhặt những thiện pháp
trong tu tập của chúng ta lên. Nhờ có đức tin nên chúng ta có cơ hội nhặt được những thiện pháp lên để chúng ta có thể tu tập tốt hơn. Và đức tin chính là những cái phẩm chất tốt đẹp, những phẩm chất cao quý mà khi nào mà chúng ta thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng, tâm thiện chúng ta sanh, có nghĩa là chúng ta đang nhặt những thiện pháp lên nhờ có cái phẩm chất đức tin, thưa quý vị. Và đức tin trong chú giải cũng được so sánh giống những hạt giống, quý vị, hạt giống lành. Mà chúng ta có muốn có hoa, có quả để ăn thì chúng ta phải gieo trồng hạt giống. Thì đức tin cũng ví như hạt giống, quý vị ạ, đức tin cũng ví như hạt giống. Chúng ta cần phải gieo những hạt giống tốt, hạt giống lành thì chúng ta mới có quả lành để chúng ta ăn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng là hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Ngài nói rằng cái quả dự lưu tối thắng đó là quả bậc thánh hữu học tu đạo hoàn. Khi mà ai mà tu tập đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì chứng được cái thánh quả đầu tiên, đó là quả tu đạo hoàn. Và Ngài ví cái quả tu đạo hoàn đó là một quả thánh tâm linh, nó cao quý hơn là tài sản của một vị chuyển luân thánh vương, nó cao quý hơn tài sản của chư thiên, cao quý hơn tài sản của vị Phạm Thiên. Và tất cả những tài sản đó nó vẫn còn nằm trong tam giới. Và tam giới như gì, quý vị? Như nò lửa. Và nó vẫn bị chi phối bởi sự vô thường, khổ và vô ngã. Nên cho dù cái tài sản này nó quý cỡ nào nhưng nó vẫn bị chi phối, bởi vì nó có sanh thì nó có diệt. Còn tài sản một bậc thánh thì nó cao quý hơn, thưa quý vị. Trong cuốn Đại Phật Sử do sư Minh Huệ có dịch, nói về các yếu tố để phát khởi lòng tin. Thứ nhất là quý vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm sự vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị suy tư các pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã. Niệm Phật, mình cảm thấy mình vui, mình hạnh phúc, bởi vì mình thấy Đức Phật cao quý quá. Ngài từ bỏ, Ngài từ cái có để Ngài đi tìm cái không. Ngài từ một vị vương tử có vợ đẹp, con ngoan, mà Ngài từ bỏ tất cả để đi tìm đạo. Mình thấy Ngài cao quý quá. Nên khi quý vị nhìn thấy tượng Phật, quý vị phát sanh được niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp của Ngài và nơi chư Tăng, tự nhiên cái công đức ấy nó phát sanh và mình tiến tu trong cái gì ạ? Trong cái đạo nghiệp tu học của mình. Quý vị có đồng ý không ạ? Và điều quan trọng hơn đó là chúng ta cần phải thân cận với bậc thiện trí. Chúng ta thường xuyên nghe giáo pháp, chúng ta thực hành pháp và tùy pháp, và trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực. Hiểu được như vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và chúng ta thân cận với những bậc thiện bản hữu, chúng ta thân cận với những người dễ thương, chúng ta thân cận với những người giữ giới, chúng ta thân cận với những người bạn lành, thì tự nhiên cái tâm thiện chúng ta sanh. Và khi tâm thiện sanh thì đấy chính là công đức phước báo, mà nhờ công phước đức báo đó giúp chúng ta có thể vượt qua được những cái phiền não khổ đau trong cuộc sống này. Quý vị hãy dành ra vài phút để chúng ta cùng nhau hồi tưởng về Đại Não Hòa Thượng Ngộ Chân Tử, người đã khai sáng ra ngôi chùa Hoằng Pháp. Quý vị phải thấy được rằng Hòa Thượng là người đã có cái đức tin trong sạch, đức tin kiên cố và vững chãi. Nhờ cái đức tin đó, Ngài mới tin vào cái con đường thành tựu đạo quả là phải thực hành Bồ Tát hạnh và lấy lục độ Ba La Mật làm pháp tu căn bản. Nhờ vào đức tin đó, sư tổ đã mua 6 mẫu đất tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, sáng lập ra ngôi chùa Hoằng Pháp làm nơi tu hành và hoằng dương Phật pháp, tiếp độ tăng chúng, hướng dẫn Phật tử tu học. Nhờ cái ân đức và tầm nhìn của sư tổ và sự tiếp nối sáng suốt của sư phụ trụ trì nên hôm nay đại chúng mới có ngôi chùa Hoằng Pháp trang nghiêm tối hảo để tất cả chư tăng
cũng như toàn thể quý Phật tử trở về lương tựa tu tập. Đây chính là nhờ gì? Cái đức tin kiên cố với cái lòng tin trong sạch nơi con đường học Pháp, hành Pháp và con đường phụng sự của Sư Tổ. Nên ngày hôm nay quý vị mới có cơ hội để trở về chùa Hoằng Pháp tu tập. Ngôi chùa Hoằng Pháp uy linh, mái cong ngói đỏ đậm tình quê hương, chuông chiều mõ sớm du dương, lời kinh tiếng Pháp chỉ đường tu thân ấy quý vị. Chúng con vừa đưa ra vài cái dẫn chứng đó để giúp quý vị hình dung được rằng trong đời sống của chúng ta cái niềm tin nó quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng. Đời hay đạo cũng vậy thôi, cái niềm tin nó rất là quan trọng, nó giống như là một cái người bạn đường trong cuộc sống của chúng ta. Mà quan trọng hơn, niềm tin đó là phải dựa trên nền tảng của trí tuệ. Khi chúng ta hiểu được rồi thì cái việc tu hành của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn. Nói đến đây, con nhìn thấy mấy cô này này, con chợt nhớ đến người bà của con. Hồi trước mà con còn nhỏ lắm quý vị, con lúc đó mới 12 tuổi thôi, là con sinh ra ở Hải Dương. Và người miền Bắc vào những cái thời năm đó, quý vị có biết không, là người ta không muốn cho trẻ con đi chùa đâu. Người ta nói là trẻ thì vui nhà mà già vui chùa. Chùa chỉ dành cho những người già thôi, trẻ con như con ở nhà không được đến chùa. Nên là bố mẹ con mặc định như vậy. Và có lần bà con thương, bà nói là ngày mai á, ở chùa có tổ chức lễ Vu Lan, rồi có oản, có bánh, có kẹo, con có muốn đi không? Con nói là bố mẹ con không cho đi. Bà nói đi đi không sao, mình giấu bố mẹ, làm sao bố mẹ biết? Bởi vì hôm nay chùa tổ chức lễ, có bánh kẹo ngon lắm, nghe thấy bánh kẹo mắt con sáng lên. Thế là con đi theo bà. Và bà dẫn con đến cổng chùa, bà kéo con lại. Bà nói là này, này cháu, cháu nhớ dùng cái câu này dùng bà nhé. Cháu vào trong chùa, nhìn thấy chư Tăng là mình phải khởi lên một cái tâm niệm. Đó là vào chùa con phải nhớ kính Phật trọng Tăng. Bà dặn con là mấy lần liền là con nhớ là vào chùa con phải kính Phật trọng Tăng. Rồi bà bắt con là con đã thuộc cái câu đó chưa? Con nói là con thuộc rồi. Thế là bà dẫn con vào trong chánh điện. Rồi bà chỉ lên Đức Phật ấy, bà nói là cái ông mà ngồi trên cao nhất đấy con, đó là ông Phật đấy. Ông Phật tốt bụng lắm con. Ông Phật, ông ấy luôn luôn bảo vệ cho những người người hiền. Nên ông Phật, ông ấy tốt lắm. Lúc đó con nhỏ, con chỉ nghĩ rằng hóa ra ông ngồi trên cao ấy là ông Phật. Con chỉ biết như vậy thôi, bởi vì lúc ấy mình còn nhỏ. Rồi con ngơ ngơ ngác ngác, rồi bà dẫn đi chỗ này, chỗ kia. Xong bắt đầu trước khi ra về, có một thầy mới nấy cho con 3-4 cái oản, rồi 3-4 cái chai cóc, chai ổi. Rồi thầy còn tặng cho con thêm một cái cuốn truyện tranh nhân quả. Thế là con thích lắm quý vị. Vừa được tượng sách, lại vừa được tặng bánh kẹo nữa. Thế là con nói với bà là, bà ơi, lần sau bà đi chùa, bà nhớ rủ con đi nhá. Thế là bà nói, xong bà xoa đầu con. Bà xoa đầu con. Xong con lại còn hỏi bà là một câu nữa. Tại sao bà lại nói con này vào chùa là phải kính Phật trọng Tăng? Tại sao mình lại phải kính Phật trọng Tăng? Thì bà con không nói gì cả, bà chỉ xoa đầu, bà mỉm cười. Sau đó là bà dắt con về nhà. Quý vị có biết không? Cho đến bây giờ, khi con nhớ đến cái câu chuyện năm xưa, câu nói kính Phật trọng Tăng của bà nội con á, nó có văng vẳng bên tai của mình á. Mà ngay lúc con đang kể chuyện với quý vị, con cảm thấy nó rung động đến tâm của con và thân của con nữa. Và cái câu nói kính Phật trọng Tăng con đã học thuộc cách đây 26 năm rồi quý vị. Nhìn lại cái chặng đường tu học ở tại chùa, con mới thấm thía và hiểu được một cái phần nào đó mà bà nội con dạy cho con năm xưa, rằng đến chùa con phải kính Phật trọng Tăng. Và có thể bà nội con muốn gửi gắm con một cái niềm tin nào đó, có thể nói với con rằng là nếu như con kính Phật thì tương lai con sẽ là Phật, con kính Tăng thì con sẽ được làm Tăng. Đúng thưa quý vị,
cái niềm tin, đức tin và lòng tin của bà con đã đúng. Bây giờ con ngồi đây, có Tam Bảo ở đây, con đã là một vị xuất gia, đứng vào trong hàng ngũ Tăng Bảo. Và con tự trách mình rằng tại sao lúc đó con không hỏi bà để thuyết phục bà, để bà trả lời cho con cái câu hỏi tại sao con lại phải kính Phật trọng Tăng. Nhưng con nghĩ rằng nếu như bà có trả lời, có giải thích cho con, thì với một cái đứa trẻ 12 tuổi còn non nớt thuở xưa thì cũng không thể hiểu được cái câu đó, mà đến tận bây giờ con mới thấm thía. Nhưng để muốn được bà trả lời cho con câu hỏi đó thì rất tiếc câu hỏi đó sẽ không bao giờ được trả lời, bởi vì bà nội của con đã mất cách đây 10 năm trước rồi, thưa quý vị. Nên cái câu nói vào chùa kính Phật trọng Tăng, con kính Phật thì tương lai con sẽ là Phật, con kính Tăng thì con sẽ được làm Tăng, thưa quý vị. Bên cạnh những đức tin trong sạch như vậy, chúng ta có những cái tâm lý thường hay sợ hãi những cái thế lực huyền bí, và chúng ta hay phát sinh tin cuồng rồi tin bậy. Tức là chúng ta có những lòng tin mù quáng, thường hay cầu khẩn van xin mọi người để gửi gắm và phó thác số phận cuộc đời của mình vào một cái vị thần linh thượng đế nào đó để được cứu rỗi cái tâm hồn của mình. Thường thường là vậy, quý vị. Khi mà gia đình lộn xộn, vợ nói chồng không nghe, chồng nói vợ không nghe, bố mẹ nói con cái không nghe, rồi gia đình lục đục, là chúng ta hay thường đi cầu khấn ông này bà kia, rồi cây này cây kia, đủ thứ chuyện. Và lúc đó chúng ta dễ đi vào tà kiến, lúc nào chúng ta không biết. Nên nói đến đây, chúng con chợt nhớ đến một bài kinh Kalama. Bài kinh này hay lắm. Bài kinh này đã được chính Đức Phật đã hướng dẫn cho những người dân Kalama về cái lòng tin của mình. Đại ý của bài kinh như sau. Trong kinh Tăng Chi Bộ, quyển 3, bài 66, Đức Phật có dạy cho những người dân xứ Kalama. Ngài có những lời khuyên hết sức là minh triết về đức tin dành cho người cư sĩ đại gia. Ngài dạy rằng, này đại chúng Kalama, chớ vội tin điều gì chỉ vì đó là lời truyền khẩu, chớ vội tin chỉ vì đó là truyền thuyết, chớ vội tin chỉ vì đó là điều truyền tụng, chớ vội tin chỉ vì điều đó được truyền thừa trong kinh điển, chớ vội tin qua lý luận suy diễn, chớ vội tin chỉ vì diễn giải tương tự, chớ vội tin qua sự đánh giá hời hợt của những dữ kiện, chớ vội tin chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến, chớ vội tin chỉ vì điều đó nghe như hợp lý, chớ vội tin chỉ vì vị sa môn nói ra điều đó là sư phụ của mình. Rồi Đức Phật xác lập lại đức tin chân chánh như sau. Này đại chúng Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người trí của trách, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh, khổ đau, thì này đại chúng Kalama, hãy từ bỏ chúng. Nhưng này đại chúng Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, các pháp này không có gì là lầm lỗi, các pháp này sẽ được các bậc hiền nhân tán dương, các pháp này nếu được thực hiện sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc, thì này đại chúng Kalama, hãy theo đó mà sống và thực hành theo. Kính thưa đại chúng, đây là một bài kinh Kalama đã được Đức Thế Tôn nói cách đây hơn 2.600 năm, nhưng cái giá trị minh triết của nó được soi dọi đã và đang giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái cuộc sống này. Chúng ta không nên tin bất kỳ một điều gì nếu như điều đó chúng ta chưa được suy tư, được thao thức, được thẩm thấu, được suy xét, được trải nghiệm, thì chúng ta đừng có vội tin. Bởi vì tất cả cái đức tin đó mà chúng ta nghe, mà chúng ta tin liền, coi chừng
là chúng ta sẽ bị lầm đường, lạc lối. Và tất cả những niềm tin của chúng ta phải dựa trên nền tảng của sự hiểu biết. Có nghĩa là chúng ta phải tin Phật, tin giáo pháp, tin chư tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp. Và chúng ta soi sáng được tất cả các pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã. Mọi hiện hữu ở đời đều do duyên mà có rồi lại mất. Thì trí tuệ chúng ta phải soi sáng ở những cái góc cạnh như vậy, ở những nơi Đức Phật dạy như vậy, thì cái việc làm của chúng ta nó mới có kết quả. Còn không thì chúng ta dễ vào tin cuồng, rồi khổ đau nữa. Và chỉ có niềm tin dựa trên trí tuệ mới đưa chúng ta đến được cái con đường thấy khổ và con đường diệt khổ mà thôi. Nên Ngài Long Thọ có một câu nói rất là hay, quý vị ạ. Ngài nói rằng có những tôn giáo đến bằng niềm tin, đạo Phật đến bằng niềm tin chưa đủ, quý vị. Niềm tin là biển giải thoát, nhưng trí tuệ mới là thuyền giải thoát. Cho nên niềm tin chỉ là phương tiện, và nếu niềm tin mù quáng sẽ dẫn đến khổ đau và bất hạnh. Sư phụ có dạy huynh đệ chúng con rằng là không nên tin tuyệt đối lời nói của một người mà tham sân si còn ngự trị trong lòng. Khi tham sân si của chúng ta còn ngự trị trong lòng thì những lời nói đó chúng ta cần phải suy xét, cần phải tìm hiểu, cần phải thẩm thấu, cần phải trải nghiệm. Thì chúng ta nên dùng cái hiểu biết của mình là cái việc đó nên làm hay không nên làm. Bài kinh Can Ki, Đức Phật có dạy: nếu có người có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người có trí không đi đến kết luận một chiều là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Tại sao Đức Phật này nói vậy? Quý vị là những người tu theo pháp môn tịnh độ, nhưng quý vị thích pháp môn tịnh độ, thích niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì quý vị cứ niệm. Nhưng quý vị không nên nói rằng pháp môn niệm Phật là số 1, là tối thắng, là đưa đến con đường giải thoát, còn tất cả các pháp môn khác thì không làm được chuyện đó, là gì ạ? Là sai. Mình không thể khẳng định như vậy được. Người tu thiền mà nói rằng pháp môn tu thiền là số 1, người tu mật nói rằng tu mật là số 1, còn tất cả các pháp môn khác là không đúng. Nếu như quý vị nói như vậy là quý vị rơi vào biên kiến, vào giới cấm thủ. Mình không nên nói như vậy. Bởi vì có những người ta thích tu thiền, có những người thích niệm Phật, có những người thích trì chú, đó là việc của mỗi người, đó là khuynh hướng tâm lý, là tiền nghiệp của họ. Quý vị niệm Phật mà tâm thiện sanh thì quý vị cứ niệm. Còn ai mà thích ngồi thiền mà tâm thiện sanh thì quý vị cứ ngồi thiền. Ai mà trì chú mà tâm thiện sanh thì quý vị cứ trì chú, miễn làm sao tâm thiện và sanh. Nhưng tất cả những cái pháp môn đó vẫn phải giữ giới, bởi vì giới là nguồn gốc, là nền tảng để các thiện pháp nảy nở và tăng trưởng. Nhờ có giới mới có định, mới có tuệ. Nhờ có giới chúng ta mới tiến hóa được trong thiện pháp. Nên quý vị nhớ dùm con nhé. Nên cái bài kệ đầu tiên nó hay ở một cái chỗ, quý vị, là không vội bác, chẳng vội tin, hiền nhân tự lấy chí mình mà soi. Một khi thiện ác rạch ròi, nẻo lành thẳng bước một đời chẳng nghi. Khi mình có niềm tin chứ quý vị, mình tin Phật, tin pháp và tin tăng, nó hay lắm quý vị. Nhờ cái niềm tin đó chúng ta biết làm lành, lánh dữ. Chúng ta tin nghiệp và quả của nghiệp. Và nói đến quả nghiệp, con sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện hơi phong thần một chút, nhưng thôi cứ kể cho quý vị nghe nhé. Hôm vừa rồi á, con về nhà, con có thăm một người bạn năm xưa. Bởi vì con nghe tin người bạn con là mẹ của bạn ấy mới chết. Mẹ của bạn ấy đã phải chịu căn bệnh ung thư đó gần 2 năm liền. Mà người bạn đó đã phải chạy ngược, chạy xuôi để có tiền lo cho mẹ. Mà phải nói cái người bạn đó rất là có hiếu. Đã có lúc bạn ấy nói rằng trong túi không có một đồng, nhưng nhìn mẹ đau, quằn quại mà chịu không được. Nhưng rồi đến một ngày, sức đã kiệt, hơi thở đã yếu dần, và mẹ bạn ấy đã chết. Và bạn ấy chia sẻ với con rằng là những lúc mà mẹ bạn ấy gần chết đi quý vị, bạn nói là mẹ bạn đau lắm. Và bạn ấy khuyên là: mẹ ơi, mình niệm Phật đi,
Bởi vì bình thường bà ấy cũng niệm Phật, bà ấy tu tập tốt lắm quý vị. Bởi vì nhà bà ấy gần chùa mà. Nhưng bà ấy nói là: con ơi, mẹ không niệm Phật được. Đau lắm con, đau lắm. Mẹ nhìn thấy có mấy con gì, con tôm, con cua, con cá, nó đen ngòm, nó to lắm con. Nó đang rỉa cái thân thể của bà ấy. Mà mỗi lần bà ấy nhắm mắt lại là bà ấy nhìn những cái con cua, con cá, con tôm, nó cứ ngồi rỉa bà ấy, rỉa bà ấy. Và mở mắt ra thì không thấy. Quý vị sợ không? Và khi mà con hỏi ra thì tại sao mà mẹ của bạn này nhìn thấy cái tôm, cua, cá? Bạn nói là hồi trước mẹ bạn hay làm cái nghề sát sinh, rồi thường thường là ra ngoài đồng rồi mương bắt cua, bắt cá rồi mang về nấu nướng chiên xào. Mỗi lần bà ấy nhắm mắt lại là những cái con cua, con cá nó hiện ra. Ngoài những cái hình ảnh nó ra, bà ấy nhìn thấy hai cái đứa trẻ nó cứ ngồi gần bà ấy, cứ nhắm mắt lại thì không có tôm thì có cá, mà không có cá thì bà ấy nhìn thấy hai cái đứa trẻ nó ngồi gần bà ấy. Thì hỏi ra là hồi trước còn trẻ, gia đình khó khăn, lỡ mang thai nên là phá thai quý vị. Và những cái đứa trẻ nó theo bà cho đến lúc mà gần chết, quý vị thấy kinh không? Con nghe câu chuyện đó mà con rùng mình, và hai hàng nước mắt của bạn ấy nó cứ chảy ra. Và bạn ấy nói rằng hơn một năm qua bạn ấy đã cố gắng tụng kinh Vu Lan, rồi tụng kinh Địa Tạng, rồi tụng kinh A Di Đà. Nguyên một năm liền bạn ấy không có làm gì, và chỉ hàng ngày tụng kinh để hồi hướng cái công đức đó cho người mẹ của mình. Con rất là tán thán cái tinh thần của người bạn đó. Nhưng con kể cái câu chuyện này để cho quý vị thấy được rằng Đức Phật dạy rằng nghiệp và quả của nghiệp không thể nghĩ đến được. Và trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng không trên trời dưới biển, không đánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Những cái gì mà chúng ta đã gieo thì chắc chắn chúng ta sẽ là chủ nhân của cái nghiệp đó và không thoát được. Con kể câu chuyện này ngang qua đây, quý vị tin hay không là tùy quý vị. Bản thân con, cá nhân con, thì con tin vào điều đó. Con tin ở đây, con coi đó nó là một bài học trong cuộc sống của mình. Mình hãy cẩn thận trong hành động, lời nói và suy tư của mình. Hãy cẩn thận trước cái nghiệp thiện và nghiệp ác, và chắc chắn chúng ta sẽ phải trả cái quả đó là thiện hay ác. Nên khi mà quý vị tin vào Đức Phật, tin vào giáo pháp, tin vào chư tăng, tin vào nghiệp và quả của nghiệp, tin vào nhân duyên, thì tất cả những cái thấy của chúng ta, cái nghe của chúng ta và cái suy tư của chúng ta, nó sẽ là một bài học cực kỳ quan trọng để chúng ta tiến bộ hơn trên con đường tu. Con kể cho quý vị câu chuyện mang tính chất nó phong thần, bởi vì có những cái mà chúng ta không nắm bắt được, chúng ta chỉ nghe thôi. Nhưng con nghĩ rằng cái gì nó cũng có nhân có quả. Và bản thân chúng con cũng vậy quý vị. Có những lần chúng con không được đi hậu niệm, cho quý thầy cũng có, cho cư sĩ cũng có. Con chứng kiến những người mà sắp chết đấy quý vị. Họ giành giật với nhau từng hơi thở một quý vị. Họ thở. Mình nghe hơi thở, mình tưởng họ đã đi, nhưng không đi được quý vị ạ. Hết hơi thở đó lại tiếp tục hơi thở khác. Và cái hơi thở của họ, mình cảm giác giống như họ đang giành giật từng hơi thở, giành giật từng sự sống một. Và khi mà mình đi hộ niệm, mình thấy được chuyện đó. Thì hàng ngày khi quý vị mà còn được sống này, còn được khỏe, còn được cười, còn được nói chuyện với nhau, còn được học Phật Pháp với nhau, đó là một điều cực kỳ quý báu thưa quý vị. Và quý vị hãy trân trọng và tùy hỷ với cái việc mà vừa rồi đại dịch nhiều người chết, nhưng quý vị chưa chết, còn chưa chết, quý vị chưa chết. Đó là một điều cực kỳ may mắn thưa quý vị. Nếu như quý vị là những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, quý vị hãy cố gắng học Pháp, hành Pháp, suy tư Pháp. Và nếu như quý vị được sống trong thiện Pháp thì cái đời sống hạnh phúc lắm quý vị. Không có cái gì hạnh phúc bằng khi mình sống trong thiện Pháp. Bản thân mình giữ giới, chồng mình giữ giới, con mình giữ giới, và cả gia đình mình đều giữ giới. Hạnh phúc lắm quý vị.
Và lúc đó khi mà cả gia đình mình đều giữ giới, bố nói con nghe, mẹ nói thì con nghe, ông bà nói các con đều nghe. Bởi vì khi mình giữ giới, mình là người sống có đạo đức, có giới hạnh, thì tự nhiên mình có sự tôn kính ông bà, cha mẹ, trên bảo thì dưới nghe. Và khi mà chúng ta sống được như vậy, chúng ta sẽ lan tỏa được một cái tình yêu thương, một cái thông điệp của Đức Thế Tôn, đó là tình thương, từ bi hỷ xả mà tất cả chúng ta đều phải hướng tới. Nên khi mà quý vị có được cái đạo đức, có được cái giới đức, thì quý vị yên tâm đi, không ai ăn trộm của quý vị đâu mà sợ, không ai lấy của quý vị đâu mà sợ. Bởi vì giới đức không ai có thể lấy được của chúng ta, không ai có thể ăn trộm của chúng ta, và chúng ta cũng không thể mua cái công đức phước báu ở bất kỳ đâu, không ai bán đâu quý vị. Mà tất cả cái công đức phước báu đó chúng ta phải tự tu tập, chúng ta chế tác mới có được. Chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải biết bố thí, biết giữ giới, biết tu tập, biết sống kham nhẫn, sống chân thật. Nhờ cái công đức phước báu đó, nó giúp cho chúng ta tiến tu. Mà khi cái sự tiến tu của chúng ta được thăng hoa, thì đấy chính là chúng ta là những người có đạo đức, có giới hạnh. Mà khi mà sống đạo đức giới hạnh, hạnh phúc lắm quý vị, hạnh phúc lắm. Và chúng con nhìn quý vị ở đây, ngồi ở đây, chúng con thấy được rằng quý vị giống như là những cha, là mẹ của chúng con vậy. Nên chúng con có nói quý vị vài điều này này. Trong cuộc sống này, khi mình hiểu Phật Pháp ra, mình mới thấy được rằng cho dù mình có thương ai, mà mình càng thương nhiều người, quý vị hãy nhớ nhé, mình càng thương nhiều người, mình càng thương, mà cái thương đó nó làm cho mình khổ đau, thì chúng ta nên coi lại. Bởi vì không có hạnh phúc nào bằng sự buông bỏ. Nhưng mình đi ngược lại với tinh thần của Đức Phật dạy, mình thương người ta, thương người ta 100%, mình trao thân và gửi phận cho người ta, mình gửi chọn niềm tin cho người ta, nhưng đến khi người ta thay lòng đổi dạ thì chúng ta đau khổ. Bởi vì chúng ta là phàm phu thì mọi việc đều có xảy ra. Nay là bạn nhưng mai có thể là kẻ thù, nay tốt nhưng mai xấu. Nên chúng ta có thương ai, quý vị nhớ là thương một nửa thôi nhé, một nửa để dành cho mình, chứ đừng có thương hết. Thương hết là bị lỗ đấy quý vị. Con có một người anh, anh hơn con một tuổi, anh hơn con anh có một cái gia đình, anh hơn con anh có một vợ và ba đứa con, và có một ngôi nhà. Đấy là cái hơn của anh ta. Còn con thì chả có gì cả. Và khi con xuất gia thì con lấy trí tuệ làm sự nghiệp, con học Pháp, hành Pháp và con suy tư trong Pháp như lời sư phụ chúng con chỉ dạy, là người xuất gia phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Anh rất là giỏi, và con rất là thân với anh, thân từ lúc mà con chưa đi tu cơ, và anh chị cực kỳ quý con. Nhưng cách đây khoảng hơn một tháng, anh ấy báo với con một tin con nghe mà con cũng giật mình. Anh ấy bảo là anh ấy mới ly thân và ly dị. Thì con hỏi tại sao là ly thân và ly dị. Anh nói là vợ của anh ấy đã đi ngoại tình. Và cái thông tin này, hai vợ chồng ém với nhau một tháng liền, đến khi mà ra tòa làm đơn ly dị thì gia đình bên nội bên ngoại mới tá hỏa ra, thấy rằng họ sống hạnh phúc như vậy mà tại sao lại xảy ra cái chuyện đó. Con mới suy nghĩ rằng là tất cả đều do cái tâm tham dục của chúng ta nó khởi sanh mà có. Nên khi mà tâm tham dục khởi sanh lên rồi, chúng ta mù quáng, chúng ta không biết điều gì cả. Nên mới nói rằng là đôi khi có những lúc mà chúng ta phạm những sai lầm đó quý vị, mà chúng ta đau khổ và bất hạnh, mà không ai giúp chúng ta được. Nên có một câu nói rất là hay là bất hạnh nhất của cuộc đời này là khi mình phạm sai lầm mà không ai chỉ lỗi cho mình. Và khi mà mình phạm sai lầm mà có người, người ta thương, người ta chỉ lỗi cho mình, nhưng mình không có đủ khả năng nhận thức được cái việc đó nên làm hay không nên làm quý vị. Và gia đình bên nội bên ngoại khuyên chị ta kiểu gì chị ta cũng không nghe, và chị ta vẫn xách gói ra đi theo cái người đàn ông đó. Con kể cái câu chuyện này ra không phải là chỉ trích chị ta, mình chỉ thương người ta thôi. Thương bởi vì người ta vô minh, người ta không hiểu biết được rằng đi theo con đường đó là khổ đau. Mình là người học Phật, mình phải tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Nhờ cái niềm tin đó, nó giúp chúng ta biết làm lành,
lánh dữ và hướng đến thiện pháp. Đức Phật đã dạy rằng không có cái gì là chắc chắn cả. Cái già, cái bệnh, cái chết là chắc chắn. Và chúng ta đang tiến gần đến sự già, sự bệnh và sự chết. Và mỗi chúng ta học Phật, chúng ta phải cố gắng lấn lướt, xước tới, vượt qua để tinh tấn tu tập. Bởi vì quý vị biết không, con cũng sắp chết rồi, một quý vị ở đây cũng sắp chết đến nơi rồi. Và tất cả chúng ta ai cũng phải chết thôi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, chúng ta không có gì phải trốn tránh nó cả. Nhưng quan trọng hơn đó là khi mà chúng ta đang còn sống ở đây, một ngày chúng ta có 24 giờ, vậy thì chúng ta sẽ sống như thế nào để tâm thiện nó nhiều hơn là tâm ác, thì đời sống của chúng ta mới có hạnh phúc. Không còn nhiều đâu quý vị. Và tất cả những cái việc làm như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, và quý vị làm công quả trong chùa, tất cả những cái nhân lành đó, nó chỉ là một cái trạng thái để chúng ta chữa căn bệnh tham sân si của chúng ta. Trong đời sống của chúng ta, nếu như quý vị có cơ hội được làm phước thì quý vị nên làm. Và con nhìn thấy quý vị đến chùa từ rất sớm, ngồi trang nghiêm để chuẩn bị cho thời pháp thoại chiều ngày hôm nay, con hoan hỉ lắm. Bởi vì quý vị thấy được rằng cái học Phật Pháp nó vô cùng có lợi, giúp cho quý vị để bào mòn căn bệnh tham sân si. Và thực ra con ngồi đây, con nói chuyện với quý vị ở đây cũng không có cái gì là hay cả đâu quý vị. Không có gì phải tự hào, tự đắc, tự mãn với cái việc mình thuyết pháp. Bởi vì mình là chư tăng thì mình phải có trách nhiệm chia sẻ những lời Đức Phật dạy để gửi đến tất cả quý vị. Và con làm việc này cũng là đang để gì ạ? Để bào mòn cái căn bệnh tham sân si của con thôi. Rồi quý vị ngồi nghe pháp với cái tâm thiện cũng đang bào mòn căn bệnh tham sân si của chúng ta thôi. Nên chẳng có cái gì mà mình phải tự hào, tự đắc. Quý vị có đồng ý không ạ? Và quý vị thấy một điều rằng tiếng khánh cực kỳ là hiệu nghiệm. Nó báo cho chúng ta là còn 5 phút nữa là phải kết thúc. Dù muốn hay không muốn cũng phải kết thúc. Nên là bản thân con ngồi nói chuyện đây, chúng con đang bị thúc ép bởi vì thời gian. Và quý vị muốn nghe nữa cũng không được. Nên chúng ta hãy sống và trân trọng với nhau còn 5 phút nữa thôi. Chúng con đã gửi đến quý vị một thời pháp thoại với cái tựa đề đó là Đức tin của người học Phật. Và đức tin của người học Phật cần phải dựa trên nền tảng của trí tuệ. Nên quý vị vừa được nghe cái bài kệ rất là hay, đó là không vội bác, chẳng vội tin, hiền nhân tự lấy chí mình mà soi, một khi thiện ác rạch ròi, nẻo lành thẳng bước, một đời chẳng nghi. Chính vì vậy, chúng ta là những người có đức tin nơi giáo pháp của Thế Tôn, chúng ta cần phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân và quả, tin nhân duyên, và tin vào vị Thầy hướng đạo của mình, và tin vào pháp môn mình đang tu tập. Mình đang tu cái pháp môn nào, quý vị tu cái gì thì tu, miễn làm sao tâm thiện sanh. Mà quý vị càng tu mà càng có khả năng buông bỏ, quý vị càng tu mà quý vị có thể khả năng sống kham nhẫn được, thì quý vị cứ tu tập để làm sao thiện pháp được tăng trưởng. Và ngày hôm nay quý vị có duyên lành đến chùa, đến thiền viện, đến tịnh xá hay đến bất kỳ một cái trung tâm nào, thì hãy cố gắng dành thời gian học pháp. Khi chúng ta được học pháp, hiểu pháp, thì chúng ta mới có nhận thức đúng lời Đức Phật dạy. Khi nhận thức đúng thì chúng ta mới có hành trì đúng. Chúng ta mới biết được đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau, đâu là nhân quả, tội phước. Và không ai ban cho chúng ta điều đó, và cũng không có ai có quyền ban ơn giáng họa chúng ta. Và tất cả chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Phàm nghiệp nào là thiện hay ác thì ta cũng là chủ nhân của nghiệp đó. Để tóm tắt lại cái bài giảng này, huynh đệ chúng con có làm một bài kệ ngắn để thâu tóm lại cho quý vị dễ nhớ, gửi tặng quý vị bỏ túi. Khi nào quý vị nhớ đến chư tăng Hoằng Pháp thì quý vị lấy cho đọc. Bây giờ con đọc trước, quý vị đọc theo sau cho nên nhớ nghe. Con tin Phật.
Con tin Pháp. Con tin Pháp. Con tin Tăng. Con tin Tăng. Kinh được hiểu. Kinh được hiểu. Pháp được hành. Pháp được hành. Trí tuệ sáng. Trí tuệ sáng. Xóa vô minh. Xóa vô minh. Trừ vọng tưởng. Trừ vọng tưởng. Phước vô lượng. Phước vô lượng. Đức vô biên. Đức vô biên. Sống an nhiên. Sống an nhiên. Tâm giải thoát. Tâm giải thoát. Về với Phật. À, cuối lời, chúng con thành kính chúc quý vị luôn sống vui, sống khỏe và luôn là những Phật tử có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo để học Pháp, hiểu Pháp, hành Pháp, hộ Pháp và hoằng Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.